Trước khi bắt đầu video này thì cũng xin thay mặt Cảm và toàn bộ ekip cảm ơn Thanh Hùng Fossil nó luôn đồng hành với Cảm. Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương đã theo dõi Cảm Show. Lúc khi mà tụi mình vừa lên cái video về trọng tài Tom Hanning Oprabo giờ ra sao á, thì các bạn đón nhận rất là nhiệt liệt. Và bây giờ thì tụi mình sẽ từ đó tụi mình cũng mới nghĩ ra một cái ý tưởng mới, đó là tụi mình sẽ làm top những cái sai lầm tai hại nhất của các trọng tài trong lịch sử bóng đá thế giới. Chúng ta có thể kể qua một số như là cái bàn thắng bằng tay, không phải bàn thắng bằng tay mà là một cái pha kiến tạo bằng tay của Thierry Henry, nó đã cướp đi tấm vé đến với vòng chung kết World Cup của đội tuyển Ireland. Chúng ta có bàn thắng bằng tay của chúa của Diego Maradona, một trong những cái pha mà bàn thắng tranh cãi nhất lịch sử các kỳ World Cup. Bên cạnh đó, ở World Cup chúng ta cũng có một cái bàn thắng của Frank Lampard trước đội tuyển Đức ở World Cup 2010. Và cái bàn thắng đó khi mà bị khước từ thì nó cũng là cái nguyên nhân cho ra đời vạch cầu môn điện tử goal line. Hay như một cái tình huống cực kỳ nổi tiếng mà các Manusians vẫn còn rất là cay cho đến tận bây giờ, và họ thậm chí họ còn chế ra một cái câu nói, đó là bị người yêu bỏ không đâu bằng thẻ đỏ Nani. Thì đó là những cái sai lầm mà tai hại nhất của trọng tài và cực kỳ nổi tiếng mà tụi mình sẽ điểm mặt trong video ngày hôm nay. Vị trí số 10, quả penalty không được hưởng của đội tuyển Mỹ trước Đức ở World Cup 2002. Năm 2002, đội tuyển Mỹ đã có một bước tiến thần kỳ trong các vòng kết World Cup của họ. Sau khi vượt qua vòng bảng, Mỹ đã đánh bại Mexico 2-0 để tiến vào tứ kết. Vòng tứ kết chứng kiến Mỹ so tài với một ông lớn khác của bóng đá thế giới, Đức. Sau khi bị dẫn trước với bàn thắng của Michael Ballack ở phút 39, Mỹ dùng ép tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 2. Phút 50, trong một tình huống phạt góc, hậu vệ Greg Berhalter của Mỹ đã bằng xuống dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. Cú sút của Berhalter ban đầu bị Oliver Kahn bắt, nhưng nó buộc khỏi tay của Kahn và đi vào khung thành. Tuy nhiên, quả bóng sẽ không bao giờ đi vào lưới vì nó đã bị ngăn chặn bởi bàn tay của Thorsten Frings. Mặc dù đó là một tình huống rõ như ban ngày, nhưng đội tuyển đến từ xứ cờ hoa đã bị từ chối một quả penalty. Quyết định sai lầm của trọng tài dường như đã làm Mỹ mất hết niềm tin chiến đấu và họ bị loại khỏi giải đấu với thất bại 0-1 trước Đức. Vị trí số 9, Howard Webb tặng phạt đền cho Michael Carrick 2009. Trận đấu giữa Manchester United với Tottenham Hotspur tháng 4 năm 2009 là trận đấu mà trọng tài nổi tiếng Howard Webb thừa nhận ông đã mắc sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp cầm còi của mình khi cho Man United được hưởng một quả phạt đền trong tình huống Michael Carrick ngã trong vòng cấm sau va chạm với thủ thành Gomez. Thời điểm đó, Man United đang bị Spurs dẫn trước 2-3 ngay trên sân nhà. Wayne Rooney đã chọc khe để Carrick băng xuống và ngã trong vòng cấm. Đứng trên chấm phạt đền, Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội. Có được bàn thắng rút ngắn cách biệt, Man United càng chơi càng hay và ngược dòng để đánh bại Tottenham Hotspur với tỷ số 5-2. Howard Webb cũng thẳng thắn thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp cầm còi của mình, và thậm chí ông còn mong Ronaldo đã đá hỏng qua phạt đền đó. Thế nhưng mọi chuyện đã không xảy ra và vị trọng tài người Anh vẫn ăn năn cho đến bây giờ. Vị trí số 8, bàn thắng ma bằng tay của Nani vào lưới Tottenham Hotspur 2010. Old Trafford dường như không phải là một nơi tốt đẹp dành cho Tottenham Hotspur. Chỉ một năm rưỡi sau sự cố phạt đền của Howard Webb, thủ thành Juanjo Gomez của Tottenham đã để thủng lưới một trong những bàn thua kỳ lạ nhất chưa từng thấy. Phút 84, Nani ngã gần khu vực 5m50 của Tottenham sau pha tranh chấp với Kabul, và anh cho rằng Man United sẽ được hưởng phạt đền nên với tay ôm quả bóng. Tuy nhiên, trọng tài chính Mark Clattenburg không thổi còi. Thủ thành Gomez ôm bóng rồi đặt xuống chuẩn bị đá phạt lên vì tướng trọng tài thổi phạt Nani vì tội dùng tay chơi bóng. Tuy nhiên, thấy ông Clattenburg chẳng có dấu hiệu gì thổi phạt, Nani chạy tới bóng rồi dứt điểm mang về bàn thắng cho Quỷ Đỏ. Sau bàn thắng, các cầu thủ Tottenham Hotspur chạy đến trợ lý trọng tài phản đối và ông này cũng phớt cờ báo Nani phạm lỗi. Lúc này, đến lượt các cầu thủ Man United bao vây trọng tài chính Mark Clattenburg, nhưng vị trọng tài này chạy đến vị trợ lý của mình tham khảo ý kiến gần một phút đồng hồ nhưng vẫn quyết định công nhận bàn thắng ma của Luis Nani. Vị trí số 7, Rivaldo và pha ăn vạ thô thiển tại World Cup 2002. Trong trận đấu ra quân giữa Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2002, có một tình huống khiến cả thế giới mãi sau này không thể quên được, nó gắn liền với Rivaldo. Phút bù giờ cuối cùng, Brazil có được một quả phạt góc bên cánh phải, Rivaldo là người thực hiện. Hakan Ünsal của Thổ Nhĩ Kỳ đá quả bóng đập vào đùi của Rivaldo đang đứng bên ngoài đường biên. Tiền đạo người Brazil ngay lập tức ngã xuống và tay ôm mặt đầy đau đớn. Các cầu thủ hai bên còn chưa kịp hiểu gì thì trọng tài chính Jeonju đã lao tới tặng cho hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ thêm một chiếc thẻ vàng nữa và bị rút quyền thi đấu. Brazil sau cùng đã có được chiến thắng 2-1 để khởi đầu World Cup 2002 đầy suôn sẻ. Rivaldo ấm luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất trận từ ban tổ chức nhờ hành động diễn rất sâu của mình, và anh bị cả thế giới quay lưng.
vị trí số 6, trọng tài đuổi nhầm người trận Chelsea Arsenal 2014. Tháng 3 năm 2014, trận derby London giữa Chelsea và Arsenal đã chứng kiến một sai lầm nghiêm trọng của trọng tài chính Andre Mariner. Trong một tình huống tấn công của Chelsea, tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain bên phía Arsenal đã có hành vi cố tình dùng tay cản phá bóng. Tuy nhiên, thay vì rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Chamberlain, Andre Mariner lại dành nó cho Kieran Gibbs, một quyết định được xem là vô cùng khó hiểu. Thậm chí, ngay sau khi chứng kiến đồng đội bị oan, Chamberlain đã phải chạy ra giải thích và nhận lỗi về phía mình. Thế nhưng, không có bất kỳ sự thay đổi nào hết, Kieran Gibbs vẫn bị đuổi khỏi sân theo một kịch bản mà chẳng ai ngờ tới. Có lẽ vì ngoại hình của hai cầu thủ này quá giống nhau. Chung cuộc, Arsenal phải nhận thảm bại 0-6 trong ngày mà Arsene Wenger có trận đấu thứ 1000 dẫn dắt pháo thủ. Sau trận đấu, trọng tài Andre Mariner đã lên tiếng xin lỗi vì sai lầm của mình trong tình huống rút thẻ với Gibbs. Đồng thời, vị trọng tài người Anh cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể câu lạc bộ và người hâm mộ Arsenal. Vị trí số 5, bàn tay ma của Thierry Henry, Pháp, Ireland 2009. Đó là trận đấu tại vòng loại World Cup 2010. Nó diễn ra không mấy suôn sẻ với Pháp và họ phải cần đến trận playoff để có thể giành được tấm vé thông hành đến với Nam Phi mùa hè năm đó. Đối thủ của Le Bleu là Cộng hòa Ireland đang được dẫn dắt bởi Trapattoni, một chướng ngại thực sự đáng gờm. Một đội tuyển Pháp thi đấu dưới sức đã bị Ireland cầm hòa với tỷ số 1-1 sau hai lượt trận, dẫn đến việc hai đội phải cần đến hiệp phụ để quyết định thắng thua. Với việc không thể xuyên phá được hàng phòng ngự kiên cố của Ireland bằng những tình huống phối hợp ngắn, Florent Malouda đã quyết định treo một đường bóng dài vào khu vực 16m50 và rồi William Gallas đánh đầu tung lưới Ireland sau đường truyền ngang của Thierry Henry. Bản ghi hình cho thấy Henry đã dùng tay không chế bóng trước khi truyền cho Gallas. Trọng tài công nhận bàn thắng đó, đồng nghĩa với việc tấm vé đến Nam Phi được trao cho Pháp và gạt Ireland khỏi giấc mơ World Cup. Sự nghiệp lấy lần của Thierry Henry dĩ nhiên cũng bị vấy bẩn bởi tình huống này và anh cũng đã thừa nhận rằng mình từng bị đe dọa đến tính mạng cũng bởi vì hành vi kể trên. Vị trí số 4, thẻ đỏ của Luis Nani, trận Manchester United, Real Madrid 2013. Mùa giải 22-23, Man United đụng độ Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Lượt đi, Quỷ Đỏ xuất sắc cầm hòa đối thủ 1-1 ngay tại Bernabeu. Nhưng ở trận lượt về, quyết định của trọng tài chính cả kia đã trút cười thi đấu của Nani ở phút 56, khiến trận đấu này và cả thế giới phải nổ ra một cuộc tranh cãi lớn. Trong tình huống đó, Nani chỉ để mắt đến rẽ bóng và cao chân rất vụng về, trúng vào mạng sườn của Abeloa. Từ góc nhìn của trọng tài cả kia, đó là một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm và một chiếc thẻ đỏ trực tiếp được rút ra. Cả sân Old Trafford chết lặng, Sir Alex Ferguson lao như điên từ khán đài xuống đường pitch để phản đối. Nani thì ôm đầu bên ngoài sân. Mọi chuyện sau đó thì ai cũng đã biết, hai bàn thắng đẹp mắt của Luka Modric và Cristiano Ronaldo đã đưa Real Madrid đi tiếp và khiến các cầu thủ áo đỏ hoàn toàn sụp đổ. Phần đông số người theo dõi trận đấu đó không tán thành với quyết định có phần nặng tay này. Một số còn lại thì đưa ra những dẫn chứng về luật thẻ đỏ của UEFA để ủng hộ cho trọng tài cả kia. Tuy nhiên, cũng trong khoảnh khắc đó, ở Việt Nam, họ đã lưu truyền nhau một câu nói bất hủ. Người yêu bỏ vẫn không bằng thẻ đỏ Nani. Vị trí số 3, Frank Lampard và bàn thắng bị khước từ trong trận với Đức World Cup 2010. Kỳ chung kết thế giới 2010 ở Nam Phi, với việc không công nhận bàn thắng rõ 10-10 của Frank Lampard vào lưới của Đức, trọng tài Hort Larionda trở thành kẻ bị tất cả những cổ động viên tam sư nguyền rủa. Bởi trong mắt họ, vị trọng tài này là nguyên nhân khiến đội tuyển Anh phải khăn gói về nước sớm. Phút 39, Đức dẫn trước Anh 2-1, trong một thoáng hàng thủ Đức để lộ khoảng trống trước vòng cấm. Frank Lampard tung cú sút chân phải hiểm hóc qua đầu của Manuel Neuer, bóng dồn sang ngang, đập vào phía trong vạch vôi chừng nửa mét rồi nảy ra ngoài. Lampard biết rõ mình vừa mới ghi bàn nên chạy ra đường biên ăn mừng, nhưng ngay lập tức anh không tin vào điều gì vừa xảy ra bởi vì trọng tài không công nhận bàn thắng. Ông Larionda lại cho trận đấu được tiếp tục. Kết cục, anh để thua 1-4 trước Đức và đây là thất bại đậm sâu nhất của tam sư trong lịch sử những lần đối đầu với những cổ xe tăng Đức. Trọng tài Hort Larionda đã giơ tay kêu lạy Chúa sau khi xem lại pha quay chạm bàn thắng hợp lệ nhưng không công nhận. Trọng tài này cho biết ông rất ăn năn về quyết định của mình sau khi phải chiếu lại cho thấy bóng đã nằm rất sâu ở vạch vôi. Sai lầm của vị trọng tài này tồi tệ đến mức bà thủ tướng Đức Angela Merkel phải nói lời xin lỗi đến thủ tướng Anh David Cameron khi họ cùng nhau xem trận đấu tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Toronto, Canada. Vị trí số 2, hàng loạt sai lầm của trọng tài Oprah Bowl trận đấu giữa Chelsea Barcelona 2009. Sau tiếng còi mãn cuộc trận bán kết Champions League giữa Chelsea và Barcelona vào năm 2009, đám đông tại Stamford Bridge đã hướng ánh mắt hình viên đạn vào trọng tài chính Tom Henning Oprah Bowl. Một trận đấu mà theo Ballack
vì trong tay người Na Uy đã bỏ qua ít nhất 4 quả penalty rõ ràng của Chelsea. Đó là tình huống Dani Alves kéo ngã Malouda ở rìa vòng cấm, Eric Abidal kéo áo khiến Drogba ngã khi anh đang đối mặt với Valdes, Didier Drogba bị Yaya Toure phạm lỗi, hay Nicolas Anelka đưa bóng chạm tới Piqué nhưng chẳng có tiếng còi nào cả. Cho tới tận sau này, Tom Henning-Oprebo vẫn luôn bị ám ảnh những ký ức kinh hoàng của trận đấu hôm đó. Hàng loạt những cầu thủ như Didier Drogba, Ballack và Lampard đã sấn sổ đến để hỏi tội trọng tài người Na Uy. Tom Henning-Oprebo sau đó và cho đến tận bây giờ vẫn nhận phải rất nhiều lời đe dọa lấy mạng từ các cổ động viên quá khích. Không thể quên đến những hình ảnh dữ dội trong trận lượt về bán kết Champions League và sống cùng với những lời đe dọa từ các cổ động viên The Blues, trọng tài người Na Uy đã quyết định treo còi chỉ một năm sau sự kiện kinh hoàng đó. Vị trí số 1, bàn tay của Chúa, World Cup 1986. Ở vị trí cao nhất, chắc chắn đó là một trong những pha làm bàn không thể nào quên đối với bất kỳ cổ động viên nào trên khắp thế giới, cũng như với bất kỳ những người làm công tác cầm cân nảy mực. Đó là bàn thắng bàn tay của Chúa từ Diego Maradona. Đó là trận tứ kết World Cup 86 giữa Argentina và Anh. Khi trận đấu đang có tỷ số hòa không đều, sau tình huống phá bóng hụt của Steve Hodge, cơ hội đã đến với Maradona khi huyền thoại này nhảy lên tranh chấp bóng với thủ thành Peter Shilton, người cao hơn ông đến 20cm. Và cách duy nhất để El Diego có thể ghi bàn ở tình huống này đó là sử dụng cánh tay của mình, và ông đã làm như vậy. Vì trọng tài chính người Tunisia đã không phát hiện ra tình huống ăn gian cực kỳ khéo léo này của Maradona. Để rồi, bàn tay của Chúa trở thành một trong những sai lầm kinh điển nhất của trọng tài trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong cuốn hồi ký của mình, Diego Maradona tiết lộ ông đã phải tập luyện rất nhuần nhuyễn cách ghi bàn bằng tay như thế. Và khi gặp tuyển Anh thì Diego quyết tâm làm cho bằng được, bởi việc ghi bàn bằng tay giúp ông sung sướng gấp 10 lần việc ghi một bàn thắng thông thường. Bởi một khi thành công, nó sẽ khiến đối phương phải đau đớn và tức tối đến tột cùng. Và kể từ ngày hôm đó, người Anh cũng căm phẫn Diego Maradona đến tận xương tủy. Trên đây là top 10 sai lầm không thể nào quên của các trọng tài trong lịch sử bóng đá thế giới. Dẫu biết rằng trọng tài cũng chỉ là con người như chúng ta mà thôi, mà đã là con người thì bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng thực sự mà nói, những sai lầm trên có lẽ rất khó chấp nhận với những đội bóng phải chịu oan ức với một kết quả bất lợi. Có lẽ cũng vì điều đó mà VAR được ra đời, để phần nào sửa chữa những sai lầm chết người của các trọng tài và lấy lại công bằng cho bóng đá. Nhưng liệu thực sự VAR đã khiến cho bóng đá công bằng hơn hay chưa? Hay chính nó đôi lúc vẫn tiếp tục tạo ra một sự tranh cãi lớn khác? Câu trả lời nằm ở phía các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những top 10 khác.